Chào các bạn, sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì cuối cùng mình cũng đã được mượn được chiếc HTC 10. Đây là chiếc smartphone flagship của dòng HTC trong năm 2016 này. Và về cái cảm giác đầu tiên khi mà mình cầm cái chiếc máy này trên tay thì phải nói là khá là thích. Tại vì cái đường vát ở phía sau này nè, nó vát hơi to nên là khi mình cầm nó rất là chắc tay. Máy thì được thiết kế nguyên khối ở mặt trước và mặt sau. Và ở mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái màn hình 5.2 inch với độ phân giải lên tới 2K, và nó sẽ sử dụng cái tấm nền Super LCD 5 cho một cái màu sắc cực kỳ là đẹp luôn. Đồng thời thì ở phía trên này thì chúng ta sẽ còn có một cái camera trước có độ phân giải là 5 megapixel. Camera này là camera đầu tiên trên thế giới có cái chống rung quang học OIS, và ở phía bên này thì chúng ta sẽ còn có cảm biến và loa thoại. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có các phím như là phím home, phím back và phím đa nhiệm. Riêng cái phím home này thì nó sẽ được tích hợp cái vân tay một chạm cho các bạn chạm rất là nhanh khi mà để mở khóa như thế này. Một điều lưu ý nữa cho các bạn là chính là cái phím home này là cái phím home dạng cảm ứng chứ không phải là dạng nút chỉ Samsung. Có nghĩa là ví dụ khi mà các bạn vào một cái phần, ví dụ như mình ở đây vào phần điện thoại, thì các bạn có thể chạm vào phím home này để các bạn có thể quay trở lại với màn hình chính. Ở phía sau này thì chúng ta sẽ có một cái camera chính có độ phân giải là 12 ultra pixel, đèn flash, và cũng như là nó sẽ có lấy nét bằng laser. Và đây là logo của HTC. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ có một cái sắt cắm tai nghe 3.5mm được đặt ở đây. Ở phía dưới này là vị trí của mic và cái cổng USB Type-C. Cái thuận tiện hơn khi mà các bạn có thể cắm sạc vào đầu nào thì nó cũng sẽ nhận. Và đây là loa ngoài thì được HTC trang bị cái công nghệ bung sao cho các bạn trải nghiệm tốt hơn khi mà các bạn chơi game hoặc là nghe nhạc hoặc là xem phim. Ở bên cạnh phải này là vị trí của phím nguồn tăng giảm âm lượng, và đây là cái khe cắm sim. Mình thích ở bên cạnh phải này đó chính là cái phím nguồn nó được khắc bởi các vật như thế này. Có nghĩa là khi mà ban đêm á, các bạn muốn mở khóa lên á, các bạn có thể nhắm mắt và cảm nhận được đây là cái phím nguồn, tại vì nó có các vật cho các bạn rất là hay. Ở bên cạnh trái thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ có một cái khe để các bạn có thể cắm theo nhớ mở rộng. Và cái phần tạo nên cái sự khác biệt của chiếc HTC 10 này đến từ cái phần vát ở phía sau này. Nó được vát rất là cách điệu, tạo nên cái sự sang trọng cho máy. Đồng thời khi mà các bạn cầm á, nó sẽ tạo nên cái cảm giác rất là chắc chắn khi mà các bạn cầm trên tay. Hiện tại thì chiếc HTC 10 này nó được trang bị một cái con chip Snapdragon 820, cùng với đó là 4GB RAM. Với cấu hình khủng như vậy thì chắc chắn là sẽ chiếm được tất cả các game hiện nay trên thị trường của thế giới Android. Camera chính của máy có độ phân giải là 12 ultra pixel, và cái giao diện chụp ảnh của nó thì rất là đơn giản. Chúng ta sẽ có các chế độ chụp ảnh như là chụp toàn cảnh nè, mình thích nhất là chụp Pro, tại vì trong này nó sẽ cho các bạn chỉnh rất là nhiều thứ. Mà ví dụ như là chúng ta sẽ chỉnh ISO nè, chỉnh tẩu độ, rồi còn rất nhiều thứ nữa trong này. Camera trước của máy có độ phân giải là 5 megapixel. Đồng thời đây chính là cái camera trước đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ ổn định quang học OIS. Với cái công nghệ này thì sẽ giúp các bạn rất là nhiều khi mà các bạn chụp ảnh, khi mà di chuyển thì nó sẽ chụp ảnh nó sẽ bớt rung đi. Đồng thời á, khi đây nằm trên mặt bàn chụp rất là nhanh. Đồng thời khi mà các bạn chụp đêm á thì nó sẽ cho một cái độ sáng cao hơn rất là nhiều. Để mình sẽ chụp thử một tấm ảnh cho các bạn xem. Đây, ảnh chụp, máy chụp ảnh rất là nhanh và cho một độ chi tiết tốt. Đó, các chi tiết thì được tái tạo rất là nhanh. Hiện tại thì chiếc HTC 10 này nó được chạy trên cái nền tảng là Android 6.0.1 đây. Với cái tùy biến của HTC thì với một cái giao diện HTC Sen như thế này, mình thấy là các icon được làm lại hoàn toàn. Nó như là cái tin nhắn nè, hoặc là cuộc gọi, còn rất là nhiều cái icon nữa được làm lại. Nó mang một cái màu sắc rất là trực quan, đồng thời thì mình thấy là cái giao diện này nó cực kỳ là mượt, tại vì nó nhẹ. Mình thấy là nó hầu như là của thuần Google luôn, như là các phần quốc setting này cũng giống như của Google. Chỉ có một số tùy biến của HTC, ví dụ như là phần clean fit này. Và cái viên pin của chiếc máy này có dung lượng là 3000mAh. Với một cái viên pin mình thấy là cũng khá khủng. Tuy nhiên với một cái màn hình 5.2 inch với độ phân giải 2K thì mình nghĩ là các bạn có thể sử dụng được trong một ngày làm việc, nhưng mà các bạn cũng không quá lo lắng, tại vì HTC đã trang bị công nghệ sạc nhanh 3.0 của Wacom lên HTC 10, giúp cho các bạn có thể sạc 50% chỉ trong vòng 30 phút, rất là nhanh. Và đó là những cái cảm nhận nhanh của mình về chiếc HTC 10 này. Và các bạn thấy chiếc HTC 10 này như thế nào, có thể để lại comment bên dưới video. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Cảm ơn các bạn.